Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, share, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. MV mới của Bích Phương nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Tối 17 tháng 5, Bích Phương phát hành ca khúc mới có tên Em bò hút thuốc chưa? Sản phẩm âm nhạc được giới thiệu là bài hát mở đường cho EP Tâm trạng tan chậm một chút. Em bò hút thuốc chưa? Được hé lộ lần đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2019 với giọng hát của chính tác giả Tiên Cookie. Tuy nhiên, thời điểm đó, nữ nhạc sĩ chỉ hé lộ một đoạn ngắn. Cô cho biết ca khúc được viết từ nguồn cảm hứng bất chợt và cảm xúc đến đây là hết. Sau gần một năm, Tiên Cookie đã hoàn thiện ca khúc và gửi tới khán giả thông qua giọng hát của Bích Phương. Nữ ca sĩ 31 tuổi còn kết hợp với giọng nam bí ẩn, có biệt danh Trái tim trống vắng. MV mới lạ, ca tự ấn tượng. Ca khúc mang nhiệm vụ mở đường nên không được đầu tư quá nhiều về mặt hình ảnh. Bích Phương đưa đến cho khán giả một MV đơn giản, mô phỏng màn hình tin nhắn trên ứng dụng Instagram. Ca từ bài hát cũng dựa theo dòng phát triển của cuộc hội thoại giữa nhân vật nữ và người yêu cũ. Đây là lần đầu tiên MV theo dạng tin nhắn, không có diễn viên, bối cảnh hay hiệu ứng cầu kỳ. Tuy nhiên, khán giả phản hồi khá tích cực với hình thức MV này. Ý tưởng MV lần này độc đáo, vừa lạ mắt, sáng tạo vừa mang lại cảm giác thân thuộc qua những chiếc story, những dòng tin nhắn thường ngày trên Instagram, khán giả Nguyên Nhi bình luận. Một dân mạng khác nhận xét, giữa một dùng MV tiền tỷ và chỉ chú trọng vào hình ảnh, thì MV đầu tư về mặt cảm xúc như thế này lại càng đáng trân trọng hơn. Không chạy theo thị trường, tất cả đều phục vụ cảm xúc của khán giả. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ dí dỏm đùa rằng, đây là cách Bích Phương làm MV trong thời kỳ thực hiện giãn cách xã hội, không tiếp xúc, không tụ tập đông người. Điều này cũng nhận được sự hoan nghênh của khán giả. Bên cạnh mặt hình ảnh, ca từ của bài hát cũng là yếu tố khiến bài hát nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả yêu nhạc. Ca từ Em bò hút thuốc chưa được đánh giá là bình dị, không hoa mỹ nhưng chất chứa nhiều tâm sự, nỗi niềm của những mối tình đã qua. Trong đó, câu hát người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá đã là gì, nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất. Người hâm mộ khen ngợi nhân vật nữ trong ca từ mạnh mẽ, cá tính, ngầu và cho rằng đây chính là Killing Part, phần gây ấn tượng mạnh nhất trong bài hát. Lời của ca khúc không mang ý nghĩa đao to búa lớn sâu thăm thẳm gì, nhưng lại gần với thực tế, người nghe dễ liên tưởng và đồng cảm. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta cần những bài hát mà ở đó chúng ta có thể chill, có thể tìm thấy suy nghĩ hoặc cả câu chuyện của mình ở đó đã là đủ. Tôi thích một điểm nữa là ý tưởng và lời của bài hát không hề bị dập khuôn hay đi vào lối mòn quá an toàn, khán giả có biệt danh Akiko Suzuki chia sẻ. Hình thức nghe nhạc, đọc tin nhắn thấy, phiêu sau đó, Bích Phương ra bài mới đầy sáng tạo và khác lạ, rất thích bài này và ngấm ngay từ câu đầu tiên, bài hay, khán giả dễ bị thu hút bởi những dòng tin nhắn, là một số bình luận khen ngợi khác. Bản demo của Tiên Cookie hay hơn. Tuy nhiên, em bỏ hút thuốc chưa? Vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều, cho rằng bài hát không đủ đô để làm sản phẩm, đánh dấu sự trở lại V-pop của Bích Phương. Ai thấy hay còn riêng tôi thì hơi thất vọng ca khúc lần này, một người dùng mạng để lại bình luận phía dưới MV. Bên cạnh đó, trên các trang cộng đồng, rất đông khán giả cho rằng bản demo ban đầu do Tiên Cookie hát hay, cuốn hút và mang nặng tâm trạng hơn phiên bản của Bích Phương. Không ít người khẳng định nữ ca sĩ người Quảng Ninh hát em bò hút thuốc chưa? Chưa hay lắm. Bài này do Tiên viết từ lâu, Tiên hát cũng hay hơn. Nhưng có lẽ do Tiên không phải là ca sĩ, nên bài không nổi được. Mình thấy bản gốc của Tiên Cookie hát vẫn cuốn hơn, sâu lắng và ám ảnh ở từng câu, từng chữ, từng cái luyến láy. Thích bài này từ hồi demo của Tiên Cookie, giọng chị ấy hợp hơn, là một số bình luận của khán giả theo quan điểm này. Ai có thể khen bài này hay hơn bản gốc? Mặc dù tôi không thích Tiên Cookie, nhưng Tiên hát vẫn hay hơn nhiều, khán giả Anh Lan nhận xét. Đáp lại, một người dùng mạng có biệt danh May Jenny cũng đồng tình. Mình không thể thấm nổi giọng nam. Trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả bày tỏ mong muốn nữ nhạc sĩ phát hành một phiên bản của riêng cô. Tuy nhiên, sau khi cho ra mắt tâm sự với người lạ, Tiên Cookie từng chia sẻ cô sẽ không hát nữa để tập trung vào chuyên môn nhạc sĩ. Sau em bò hút thuốc chưa, Bích Phương sẽ phát hành thêm những sản phẩm khác nằm trong EP Tâm trạng tan chậm hơn một chút. Theo chia sẻ từ phía nữ ca sĩ, những ca khúc sắp tới vẫn sẽ tập trung nhấn mạnh vào phần cảm xúc của người nghe và được thực hiện bởi ekip quen thuộc, nhạc sĩ Tiên Cookie, nhạc sĩ Phạm Thanh Hà, producer Dương Cây. Dàn ca sĩ Việt miện mặc váy ngắn khoe chân thon dài. Đôi chân dài, thon gọn là lợi thế của Thiều Bảo Trâm, Bảo Anh, Bích Phương, ưu điểm này giúp họ gây chú ý trên mạng xã hội cũng như sân khấu. Thiều Bảo Trâm chuộng trang phục ôm sát khoe vóc dáng. Nữ ca sĩ nhiều lần được khen ngợi về thân hình cân đối, đôi chân dài.
Giọng ca sinh năm 1994 tâm sự, cô thường mặc trang phục gợi cảm từ thời học đại học. Tuy nhiên, Hiểu Bảo Trâm cho biết, dù mặc sexy nhưng trang phục cô chọn phải phù hợp với bản thân và không quá hở hang. Bạn gái tin đồn của Sơn Tùng cho biết, cô không ăn kiêng nhưng chăm chỉ tập thể dục. Đi diễn hay đời thường, Bảo Anh nhiều lần chọn trang phục gợi cảm. Nữ ca sĩ 9X cắt tóc ngắn, thường mặc quần short siêu ngắn, crop top để khoe thân hình cân đối. Phong cách thời trang của cô được người hâm mộ nhận xét vừa gợi cảm, sexy vừa năng động, hiện đại. Giọng ca Anh muốn em sống sao từng viết, cứ sống thật vui, tận hưởng, sống đúng với con người mình, dẫu rằng có khác biệt. Dưới hình ảnh của Bích Phương, khán giả thường dành cho cô lời khen ngợi về vóc dáng, đặc biệt là đôi chân thon dài. Chị Bích Phương đã mua bảo hiểm cho đôi chân chưa? Chân Bích Phương thon gọn quá, Bích Phương có bí quyết gì để giữ được vóc dáng như vậy? Khán giả bình luận, nữ ca sĩ cao 1m68 với thân hình cân đối. Hiền Hồi nhiều lần gây sốt mạng xã hội nhờ đôi chân. Khán giả đánh giá từ sau The Voice, nữ ca sĩ ngày càng gợi cảm. Gần đây, gương mặt của cô gây bàn tán. Trong một hình ảnh, khán giả đặt câu hỏi phải chăng nữ ca sĩ đã phẫu thuật thẩm mỹ vì nhìn khác lạ. Tuy nhiên, ekip của cô phủ nhận và cho biết sự khác lạ có thể do góc chụp. Minh Hằng cho biết cô tuân theo chế độ luyện tập nghiêm ngặt, hạn chế ăn tinh bột, uống nhiều nước chanh. Bởi thế, từ ngoại hình được nhận xét là bầu bĩnh, tròn trịa, nữ ca sĩ dần sexy hơn. Gần đây, Minh Hằng thường xuyên xuất hiện với trang phục gợi cảm. Cô cũng tự tin diện bikini khoe vóc dáng mảnh mai. Tóc Tiên không nổi trội về chiều cao, nhưng nữ ca sĩ sở hữu thân hình cân đối, đôi chân dài. Từ những ngày đầu mới hoạt động nghệ thuật, giọng ca Ngày Mai đã nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm, táo bạo. Vừa qua, nữ ca sĩ tổ chức hôn lễ với nhà sản xuất Hoàng Toliver. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh tin tức. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh.